dịp năm mới, năm Mậu Tuất 2018 xin gửi đến quý khán giả của Giải Trí Kêu một năm mới an khang thịnh vượng, đặc biệt là các bạn làm gì cũng thành công và luôn được tất cả những độc giả yêu mến trang của các bạn. Xin chúc cho tất cả độc giả của Giải Trí Nêu một năm mới thật nhiều thịnh vượng, nhiều may mắn, gia đình nào cũng bình yên, hạnh phúc và giàu sang. Năm mới thì Hằng cũng xin chúc cho khán giả của Giải Trí News một năm mới thật sự hạnh phúc, vui vẻ và viên mãn trong cuộc sống. Xin gửi lời chúc Tết đến độc giả của Giải Trí News. Một năm 2018 thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui và đạt được những cái thành công như mình đã dự định. Và cũng như là chúc quý vị khán giả có những cái cơ hội, những cái phát triển mới và những cái may mắn mới trong công việc cũng như là gia đình. Dạ, xin cảm ơn. Một cái năm thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều cái đam mê và cái sự kiên trì để cố gắng. Năm 2018 sẽ là một năm khó khăn cho tất cả mọi người, nhưng mà sẽ là một năm mà khán giả luôn yêu thương mọi người, cho nên là tất cả mọi người hãy cùng nhau cố gắng lên để mà tạo ra một cái bức tranh âm nhạc nó đẹp như 2017. Xin cảm ơn. Một năm mới thiệt là nhiều thành công, như sức khỏe và an khang thịnh vượng. Chúc tất cả các khán giả của Giải Trí News có một năm mới an khang thịnh vượng và đạt được mọi điều mình mong muốn. Chúc các bạn ăn Tết vui vẻ bên gia đình người thân. Và một lần nữa xin được chúc mừng năm mới, chúc mọi người sẽ có một mùa xuân thật là an khang thịnh vượng và vạn sự như ý nhé. Xin chào. Phan Lê xin gửi lời chúc sức khỏe và hạnh phúc bình an tới tất cả khán giả của Giải Trí News. Hy vọng rằng là quý vị sẽ luôn luôn đồng hành cùng với Phan Lê cũng như các nghệ sĩ khác. Vui hơn, nhiều sức khỏe hơn và mọi điều luôn luôn may mắn và thành công trong cuộc sống. Và có một cái Tết thật là no ấm bên gia đình và an khang thịnh vượng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả của Giải Trí News. Và Tết sắp tới rồi, mình đã chúc tất cả mọi người một năm mới an lành, hạnh phúc. Và kính gửi đến cho tất cả mọi người một năm mới tân niên, tân phúc, tân tri kỷ, vạn tài, vạn lộc, vạn công danh. Chúc mừng năm mới. Như nhịp mùa xuân đến rồi thì Isaac xin được gửi lời chúc đến tất cả quý vị độc giả của Giải Trí News sẽ có một năm mới thật an khang thịnh vượng, bạn sự như ý và lúc nào cũng bùng nổ nhiều niềm vui, giống như là niềm vui chiến thắng của U23 nhé. Xin chào. Gửi tới Giải Trí News những lời chúc năm mới tốt đẹp nhất. Sẽ có một năm mới an khang thịnh vượng, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê Phin và đặc biệt là thật nhiều sức khỏe, luôn luôn vui vẻ và sẽ có một năm 2018 thật thành công mỹ mãn. Và những dịp Tết Mậu Tuất thì Quy xin chúc cho các khán giả của Giải Trí News sẽ có một cái Tết an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và đặc biệt năm nay sẽ là một cái Tết xuân vầy và đoàn viên. Tết cũng sắp đến rồi, Vũ Ca gửi lời chúc đến khán giả của Giải Trí News một năm mới thật an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý. Thật có thật là nhiều tiền lì xì và nếu mà có dư thì nhớ chia cho Vũ Ca nha. Xin chào tất cả các độc giả của Giải Trí News. Sắp đến Tết rồi và hy vọng rằng mọi người sẽ có một cái Tết thật là ấm áp, ấm cúng cũng như là xung vầy gia đình và tất cả những gì mọi người mong muốn đều sẽ chẳng đều sẽ trở thành hiện thực nhé. Nhân dịp xuân Mậu Tuất năm 2018 thì Diễm My sẽ được chúc cho tất cả các khán giả của Giải Trí News một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Nhân dịp năm mới thì chắc là xin cho Ngọc gửi một lời chúc sức khỏe, bởi vì thật sự là mỗi một năm vừa đi qua thì chỉ có sức khỏe thôi mới đem đến cho mình những cái động lực để mà có thể làm tiếp những cái công việc cũng như là những điều mà mình yêu thích. Và cái thứ hai nữa đó là hy vọng là mọi người sẽ luôn yêu mến và dành cái thời gian để ủng hộ cho những người nghệ sĩ, bởi vì đó là những cái động lực khiến cho những người nghệ sĩ có thể có thêm nhiều cái quyết tâm để làm nghệ hơn. Và hy vọng rằng sang năm mới này thì mọi người sẽ có thật là nhiều niềm vui. Nhân dịp Tết đến thì Jun xin chúc cho tất cả mọi người sẽ có một năm mới thật là an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và dồi dào sức khỏe. Chúc cho tất cả khán giả của Giải Trí News sẽ một năm mới an khang thịnh vượng, thật là tốt lộc. Chúc cho tất cả quý vị và các bạn sẽ gặp được nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Chúc cho độc giả của Giải Trí News sẽ có một năm mới thật là vui vẻ và hạnh phúc bên người thân và gia đình của mình. Mong là mọi thứ mà mọi người cầu mong thì đều sẽ làm được và thành công, và nhất là mọi người cùng có sức khỏe và bình an. Xuân ơi xuân về đây khiến ta càng yêu ngất ngây. Xuân ơi xuân đừng đi ở đây đừng ngại ngần chi. Xuân ơi xuân là xuân mãi yêu ta yêu tình yêu mãi. Xuân ơi xuân ở lại chơi nhé xuân. Chúc cho mọi người có một mùa xuân thật vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn mọi người rất nhiều.